Hello, mình là Hạt Tiêu đây. Ayo, cuối cùng chúng ta đã có chi tiết về bản cập nhật sắp tới rồi nè. Nhưng mà dạo này nhà phát hành hay chơi trò bí mật ghê mọi người. Nhà phát hành lại không thông báo về ngày cập nhật. Nhưng mà mình nghĩ ngày cập nhật nó sẽ rơi vào ngày mai, ngày thứ năm 28 tháng 4 2022 á. Hoặc nếu ngày mai không cập nhật thì nó cũng sẽ chỉ chênh lệch 1-2 ngày thôi, là thứ 6 hoặc thứ 7 thôi. Ok, vậy thì bản cập nhật lần này có gì? Tiết lộ trước với mọi người là bản cập nhật lần này sẽ có rất là nhiều điều mới và thú vị đó. Bây giờ mọi người cùng với mình đi qua cái chi tiết về bản cập nhật nha. Let's go! Xin chào, chúng tôi là Play Together. Sự kiện lễ phục sinh sẽ được đóng lại và một sự kiện mới đã tìm đến đảo Kaya. Nếu chưa kịp mua trứng thú cưng thì các bạn hãy nhanh chân lên nha. Tận hưởng các sự kiện và trò chơi nhỏ đa dạng với bạn bè. Vậy là cái bản cập nhật lần này chúng ta sẽ tạm biệt cái trứng phục sinh và sẽ có một sự kiện mới để thay thế cho sự kiện lễ phục sinh. Đó chính là sự kiện bắt lấy người ngoài hành tinh. Ở đây thì nhà phát hành có nói là những người ngoài hành tinh đáng ngờ và các đặc vụ đang săn đuổi chúng ta đổ bộ đến đảo Kaya. Thông điệp mà người ngoài hành tinh để lại là gì? Thực hiện các nhiệm vụ để nhận các vật phẩm đặc biệt chỉ có thể nhận được trong mùa sự kiện. Đọc đến đây thì mình nghĩ cái sự kiện người ngoài hành tinh này nó sẽ là một cái sự kiện giống như là lễ hội hoa anh đào hoặc là sự kiện Noel, là làm các nhiệm vụ và nhận lấy vật phẩm. Nhưng mà mình rất là sợ mọi người, hai lần trước mình đã bị lừa rồi. Cái sự kiện sinh nhật với cả sự kiện lễ phục sinh nè, nó chỉ là một cái sự kiện nhỏ thôi, không có một cái nhiệm vụ nào hết. Cho nên là lần này mình sợ là mình lại kiểu hy vọng xong rồi lại thất vọng á. Không biết là cái sự kiện bắt lấy người ngoài hành tinh này có thật sự là làm nhiệm vụ và nhận lại vật phẩm hay không. Thì mọi người hãy xem cái clip này. Đây là một cái đoạn clip mà nhà phát hành vừa đăng lên trên TikTok. Thì mọi người để ý ở những giây đầu tiên của cái video này là có một cái nhân vật NPC cầm một cây súng điện rất là ngầu luôn. Thì mình nghĩ cây súng điện này chắc sẽ là một trong những cái vật phẩm mà chúng ta sẽ nhận được trong cái sự kiện bắt lấy người ngoài hành tinh á. Ngoài ra nếu mà để ý cái tấm hình này, mọi người còn thấy là cái nhân vật NPC còn đội một cái nón island nè, rồi còn cầm trên tay một chú chó mặt xệ rất là ngầu nữa. Thì chắc cũng là vật phẩm sẽ nhận được ở trong cái mùa bắt cóc này á. Và mình cũng đã kiếm được cái hình ảnh bị rò rỉ ra của cái mùa sự kiện mới nè mọi người. Nhưng mà chỉ mới thấy có quần áo không mà không biết là có nhận được cái phương tiện nào không nữa. Ok, tiếp theo lại là một thông tin rất là hot luôn nè. Thêm sự kiện câu cá. Một sự kiện bất ngờ được tổ chức để kỷ niệm khoảng thời gian đặc biệt vào cuối tháng 4. Cơ hội nhận được hộp bí ẩn chứa trang phục truyền thống đặc biệt khi chơi nội dung câu cá. Cùng đi câu cá với bạn bè để săn tìm các trang phục đặc biệt nhé. Vậy là chiếc hộp bí ẩn đã quay lại rồi mọi người. Lần trước chúng ta câu hộp bí ẩn là được cái bộ đồ sói màu xanh da trời á, mọi người nhớ không? Còn đây là bộ trang phục trong chiếc hộp bí ẩn được tiết lộ ra nè mọi người. Đó là một cái bộ hanbok dành cho cả nam và nữ luôn. Không biết là có thật như vậy không nhưng mà nó xinh thiệt sự luôn á. Và có lẽ khi mà xuất hiện cái hộp bí ẩn này thì mọi người sẽ chăm chỉ đi câu cá nhiều hơn. Dạo này mình thấy là game khá là ảm đạm đúng không mọi người? Vì một phần á, là mọi người rơi vào cái kỳ thi cuối kỳ nè. Rồi một phần là mọi người đã bắt đầu cảm thấy chán đi câu cá rồi đúng không? Chắc chắn là đợt này sau khi mà xuất hiện cái hộp bí ẩn và bộ trang phục mới, mà nếu mà bộ trang phục còn xinh xắn nữa thì mọi người sẽ lại chăm chỉ đi câu cá và đảo Kaya lại nhộn nhịp trở lại thôi. Chưa hết đâu, bản cập nhật lần này còn giúp cho một bộ phận lớn những người thích chơi mini game quay trở lại chơi game xiên hơn rồi nè. Tại vì bản cập nhật lần này sẽ xuất hiện thêm rất là nhiều trò chơi mới. Trước tiên là mọi người cùng xem clip demo này nha. Đây nè, thêm trò chơi nhỏ mới. Nhiều trò chơi nhỏ khác nhau được nhiều cư dân chờ đợi sẽ được thêm vào. Các trò chơi nhỏ thú vị và vui hơn nữa như băng đường vượt chướng ngại, mê cung, đua xe đang chờ đón các bạn. Thử chơi một ván trong tiệc trò chơi với bạn bè nhé. Vậy là chúng ta sẽ có thêm 3 cái mini game mới ở trong tiệc trò chơi đó mọi người. À, mình nghĩ là ngày mai sẽ cắm mặt vô trong Play Together đã luôn á. Nhìn các clip demo thôi là thấy nó rất là vui rồi đó. Mặc dù tôi không biết leo tháp nhưng mà tôi cũng thích chơi mini game lắm á mọi người. Yay, và tiếp theo chúng ta có thêm một cái update mới nữa, đó chính là rạp chiếu phim đã được mở cửa rồi mọi người ơi. Giờ thì bạn có thể xem video theo thời gian thật. Liên hoan phim Kaya lần thứ nhất kết thúc vào tháng 2 vừa qua sẽ được phát sóng thông qua các rạp phim ở khu trung tâm.
Lưu ý rằng thời gian phát sóng video và nội dung có thể thay đổi. Hãy cùng bạn bè xem phim do chính các cư dân trực tiếp thực hiện nhé. Vậy là rạp chiếu phim đã được mở cửa và đúng như dự đoán, thì những cái tác phẩm thắng giải trong cái cuộc thi liên hoan phim Kaya lần thứ nhất sẽ được công chiếu ở trong cái rạp chiếu phim này. Nó có lịch cụ thể cho từng bộ phim và mọi người có thể canh cái lịch đó và mọi người vô xem những cái phim mà mọi người yêu thích. Cái đợt liên hoan phim đó thì mình cũng có tham gia một cái video phim ngắn, nhưng mà rất tiếc là không có được giải. Nhưng mà bé Leo, bạn của mình, cái người mà vẽ poster cho Susu đừng khóc á, có đạt giải trong cái liên hoan phim đó, và video của em ấy sẽ được chiếu trong cái rạp chiếu phim này. Cho nên là mình cũng rất là hóng cái rạp chiếu phim. Và hôm đó mình sẽ cùng với Leo đi coi phim của em ấy ở trong rạp chiếu phim luôn. Mà tính ra từ hồi mà thành phố Hồ Chí Minh bị phát dịch tới bây giờ là từ tháng 7 năm ngoái tới bây giờ, mình chưa có đi ra rạp chiếu phim lại luôn á mọi người. Bình thường mình cũng rất là thích đi ra rạp chiếu phim để coi phim nè. Thôi bây giờ ở ngoài đời không đi được thì mình đi ở trong game thôi. Nhưng mà không nghe nhà phát hành nói là sẽ chiếu những cái video ở trong cái TV Play lên, thì chắc là Susu đừng khóc không có cơ hội lên rạp chiếu phim rồi. Ok, không sao. Tiếp nè mọi người, cải thiện khu trung tâm. Khu trung tâm đang trở nên ngày một sôi nổi sau đồn cảnh sát. Nội thất của một số tòa nhà như tòa thị chính và các nhiệm vụ mới sẽ được thêm vào. Hãy giúp đỡ tù nhân vượt ngục ở đâu đó gần khu đua xe ở khu trung tâm và nhận phần thưởng. Lại có thêm nhiệm vụ NPC mới nè. Nhưng mà mình nghĩ là nhà phát hành hãy tăng cái phần thưởng của cái nhiệm vụ NPC này lên đi. Bây giờ ở trong đảo Kaya cũng khá là nhiều nhiệm vụ NPC rồi đó. Từ ở ngoài plaza nè cho tới khu trung tâm nè. Mà không biết có ai bị giống như mình không? Dạo này mình bị kiểu lùi làm nhiệm vụ dã man ý. Không có động lực nào để vô làm nhiệm vụ luôn á mọi người. Nếu như mà cái nhiệm vụ nó có tặng tiền cao cao lên một tí, hoặc là nó tặng 1-2 kim cương gì cũng được, thì mình chắc mình siêng hơn á. Hy vọng là nhà phát hành hãy cho cái nhiệm vụ mới tặng 1-2 kim cương gì thôi cũng được, thì mọi người sẽ siêng làm hơn rất là nhiều, đúng không mọi người? Rồi cuối cùng dĩ nhiên vẫn rất là quen thuộc, đó chính là danh sách quà tặng ở trong hộp thư sẽ được thay đổi. Và đặc biệt lần này là cái chiếc xe đẩy hàng đã không còn bức tử nữa, nó đã biến mất rồi mọi người. Ủa mà cái xe đẩy hàng đó nó đã được bán ở trong siêu thị chưa ta mà nó biến mất vậy ta? Mình chưa có kiểm tra lại là trong siêu thị nó đã bán chưa luôn á. Hy vọng là đợt này cái danh sách quà tặng nó sẽ xinh xắn, xinh xẻo và mới lạ hơn. Cả 2-3 mùa đợt rồi cái danh sách quà tặng nhìn chán á, toàn là quay lại những cái vật phẩm cũ không à. Kiểu như nhà phát hành dạo này bị ý tưởng rồi hay sao vậy? Thấy nhà phát hành tổ chức mấy cuộc thi thiết kế quá trời luôn mà không thấy tung ra mấy cái đồ đó gì hết trơn à. Giận giận nó xấu nhà phát hành tí thôi, nhưng mà vẫn thương nhà phát hành lắm nha. Ok, vậy là mình đã đi qua hết chi tiết về bản cập nhật. Sắp tới rồi đó, chắc là ngày mai cập nhật đó mọi người. Bản cập nhật lần này mọi người thấy như thế nào, có đáng mong chờ không? Comment ở dưới cho mình biết nha. Hy vọng sau cái bản cập nhật lần này thì đảo Kaya lại nhộn nhịp trở lại, xóa tan đi những cái không khí ảm đạm bữa giờ. Và video tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp lại mọi người ở video về bản cập nhật mới nha. Nếu cảm thấy video này hữu ích thì mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho Hàng Tiêu nha. Bye bye.